viêm xoang, viêm mũi dị ứng gây suy giảm cái chất lượng cuộc sống và cũng như là ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày cũng như là công việc của chúng ta. Những ai mà đang bị tình trạng là viêm xoang này hay là viêm mũi dị ứng này thường gây các cái biểu hiện như là hắt hơi, sổ mũi, ngạt mũi hoặc là đau nhức đầu, đau nhức các vùng hốc xoang. Ví dụ như là chúng ta bị viêm xoang trán thì nó sẽ đau hết cái vùng trán này và vùng thái dương này, đau xuống vùng chân mày này, và viêm xoang sàng trước thì nó sẽ đau cái dọc sống mũi này. Đây là viêm xoang sàng trước, nó sẽ đau dọc sống mũi, và viêm xoang sàng sau chúng ta sẽ bị đau nhức mỏi vai gáy và dịch đờm chảy xuống họng. Cái biểu hiện về viêm xoang như là sổ mũi này, ngạt mũi, đau nhức đầu. Dịch viêm thường ra kèm có màu xanh như là mủ, màu xanh, màu vàng và có thể đôi khi kèm theo lẫn máu. Viêm mạc bên trong hốc xoang nó bị viêm loét tổn thương, kèm theo mùi hôi, tanh và kèm theo biểu hiện đau nhức đầu. Bị viêm mũi dị ứng thì kèm theo những cái biểu hiện là hắt hơi, sổ mũi, ngạt mũi, khó thở, thở khò khè, mệt mỏi, suy nhược cơ thể, những cái biểu hiện như là sụt xịt này, rồi là ngạt mũi rất là khó chịu. Được điều trị kịp thời nó sẽ gây ra những cái biến chứng nguy hiểm về sức khỏe khi mà chúng ta làm việc hay chúng ta sinh hoạt hàng ngày. Đây chính là cây ké đầu ngựa. Đang bị cái tình trạng viêm xoang, viêm mũi dị ứng như trên thì chúng ta sẽ lấy cây ké đầu ngựa này về dùng nhá. Để chữa cái bệnh viêm xoang hay viêm mũi dị ứng là một trong những cái cách mà rất là hiệu quả. Cây ké đầu ngựa giúp hạn chế cái tình trạng xuất tiết dịch mũi, giảm xuất tiết dịch mũi, kháng các loại vi khuẩn, làm giảm viêm, sưng phù lè, giảm cái tình trạng đau nhức đầu nhá. Theo đông y thì cây ké đầu ngựa có vị ngọt, tính ôn, có tác dụng sát khuẩn, trừ thấp, khu phong, chỉ thống. Ngựa sẽ giúp hạn chế xuất tiết dịch mũi, giảm cái tình trạng đau nhức đầu, hắt hơi, sổ mũi, ngạt mũi, kháng các loại vi khuẩn gây bệnh và giúp giảm sưng, giảm viêm hiệu quả, làm giảm đau nhức đầu và giúp cho cái tình trạng viêm xoang, viêm mũi được cải thiện đáng kể. Tình trạng viêm xoang, viêm mũi dị ứng hoặc là tình trạng viêm đa xoang dùng nhiều cách không khỏi, hoặc là kết hợp dùng theo cách này mà hiệu quả chậm thì chúng ta sẽ dùng kết hợp thêm cái lọ nhỏ mũi từ thảo dược này nhá. Và đừng quên, mình là Diệu Linh, cô chú anh chị cần hỗ trợ gì hãy cho Diệu Linh biết, Diệu Linh sẽ hỗ trợ mọi người nhá.